Ui, rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Có cả em máy xúc này, rất là nhiều đồ chơi nha. À, cùng mình đi nhặt đồ chơi nha các bạn ơi. À, đây là một em máy xúc này. Quen, pam. Cái này đã bị ngã rồi các bạn ơi. Wow, ui xa. Một em máy xúc nha các bạn ơi. Dính rất là nhiều bùn này các bạn ơi. Đấy, đây là một em máy xúc tự hành nha các bạn nhá. Đấy, có thể múc đất này các bạn này. Wow, xúc đất luôn. Mình sẽ xúc đất nha các bạn ơi. Y chà, wow, ui da. Ai, múc được đất luôn đấy các bạn ơi. Hay xa. Ok, một em máy xúc này mình sẽ cho trong rổ các bạn nhá. À, đây là em gì đây? Wow, các bạn ơi, đây là một em xe cảnh sát này. Rất là đẹp nha. Ý, cho vào đây nhá. Tiếp tục đi. Ý chà. Nên. Pam. Wow. Ý chà. Các bạn ơi, đây là một em chắc mixer này. Em này là một em xe trộn bê tông nha các bạn nhá. Ý chà. Ok, mình sẽ cho vào đây nha các bạn ơi. Nào. Wow. Nên. Đóng nắp vào luôn các bạn ơi. Wow. Đây là một em xe chở rác này. Đây là một em ga bê chắc nha các bạn nhá. Ý chà. Wow, nhiều đồ chơi quá. Rất là nhiều đồ chơi dính bùn nha các bạn nhá. Hey sa, đây là em gì đây? Nên. Wow, một em xe Jeep này. Xe Jeep mui trần nha, chuyên đi off-road nha. Wen. Wow, bánh quay rất là tít luôn các bạn ơi. Rồi, cho vào trong này nhá. Ý, tiếp tục nhá, xem nào. Wow, đấy rồi. Wow, ucha. Một em máy xúc rất là to các bạn ạ. Đây, ý, xúc đất này. Wow, em rất là to nha các bạn nhá. Wow, cha. Wow. Sa, hơi bị sạch luôn các bạn ơi. Yeah. Ấy, có thật sạch nhá. Wow. Cha. Sa, còn thật sạch nhá. Xem em này là em gì các bạn nhá. Đấy. Wow. Quá bẩn luôn nhá. Yeah. Wow. Rồi. Nè. Wow, các bạn ơi, đây là một em siêu xe này. Đấy, siêu xe thể thao biến hình nhá các bạn nhá. Này. Wow, thành siêu nhân luôn này các bạn này. Ý chà, một em robot. Wow, siêu xe robot nhá. Wow, ấy, biến thành ô tô luôn nhá. Ý chà. Nào, wow, hi, cho lên đây đứng nhá các bạn ơi. Rồi, wow, một em robot nhá. Ý chà, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, em này em gì đây? Úi trời ơi các bạn ơi, đây là một em cần cẩu này. Ấy, cần rất là dài luôn nhá. Rồi, mình sẽ cho xuống tắm nhá. Wow. Úi chà. Wow. Em này quá bẩn. Chà. Đấy. Wow. Đó, bên này. Bên này nó là sạch đấy các bạn. Đấy. Đấy chà. Rồi. Wow. Nè. Các bạn ơi, đây là một em cần cẩu màu xanh này. Đấy, có cẩu màu vàng nhá. Hi sa. Wow, kéo cần nào. Wow. Đóng cần. Chà. Wow, một em crane các bạn ơi. Chắc crane nhá. Đứng ở đây nhá. Wow. Hơi bị đẹp luôn các bạn ạ. Tiếp tục nào. Ui, em này em gì nhỉ? To thế. Em này quá to luôn các bạn ơi. Mình phải lấy bàn chải mình mới đánh được em này nhá. Thế sạch được các bạn ạ. Đấy. Ui. Em này màu đỏ các bạn ơi. Em này màu đỏ mà không biết là xe gì luôn. Hi sa. Nào, đố các bạn biết xe này là xe gì nhá. À, he. Mình sẽ tắm sạch cho em ý. Để cho các bạn đoán xem em này là em gì nhá. Rồi. Wow. Các bạn biết xe này là xe gì chưa? Đây là một em xe buýt trường học này. Đấy. Có bác lái xe ở trong này. Đấy. Còn đây là tất cả các hành khách đang đứng ở trong này nhá. Và ngồi ở đây này. Đấy. Đây là chị tiếp viên này. Đấy. Chị đang đem đưa nước cho các hành khách ở trong xe nhá. Rồi. Mình sẽ cho xe buýt ra đây. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, ui trời ơi, em này là em xe ben này các bạn ơi. Wow, xe ben rất to luôn. Đấy. Yeah, u chà. Bóp vào đây nha. Ây da. Tự nâng ben luôn các bạn ạ. Ây da. Rồi. Wow, u chà. Ây da. Wow. Wow. Tắm mát quá bạn ơi. Yeah. Wow. Nè. Đấy, các bạn không? Thấy không? Đây là một em xe ben màu trắng nhá. Đấy, có ben màu xanh lá cây này, rất là xinh nhá. Power Fit Hisa Red Production. Wow. Wow, hi cha.
Ui. Wow. Bấm vào đây này các bạn này. Bấm nhá. Ôi, em này hơi bị xịn luôn các bạn ạ. Rồi, cho anh đây đi. Wow. Nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Tiếp tục nào. Ui, em này em gì đây? Em sẽ trộn bê tông đấy các bạn ơi. Rồi, xem nào. Úi xồi ôi, em này bẩn thế. Đi xa. Wow. Quá bẩn luôn. Nè 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 nè. Đấy, một em chắc mixer. Một em xe trộn bê tông màu xanh nhé các bạn nhé. Quay đây này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Một em xe trộn bê tông nhá. Rồi, mình cho anh đây đứng nhá. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, một thanh kiếm này các bạn này. Đi xả, chuyên 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 chuyên. Đấy. Wow, xuống nước luôn. Đi xả. Mình sẽ tắm cho cây kiếm nhá. Để sạch nhá. Đấy. Wow, của em siêu nhân này các bạn này, các bạn thấy không? Mình sẽ tắm cho em siêu nhân nhá. Đấy. Rồi. Chà. Các bạn ơi, đây là một thanh kiếm siêu nhân nhện này. Đấy, Spider-Man. Wow. Chuyên 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 chuyên. Đấy, xả. Cho ra đây luôn. Wow. Tiếp tục đi. Úi trời ơi, một khẩu súng đồ chơi này các bạn này. Wow, pam 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 pam. Rồi. Chà. Đi xả. Nào. Ây da, khẩu súng này là khẩu súng gì đây? Úi xa. Wow. Nè 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 nè. Các bạn ơi, đây là một khẩu súng đồ chơi của siêu nhân nhện này. Đấy, có hình màng nhện nhá, màng nhện của siêu nhân nhện đấy. Ây da. Wow. Nhì. Wow. Băm. Úi xa. Wow. Băm. Úi xa. Cho đây nhá. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Nhiều đồ chơi lắm. À, đây nữa này các bạn này. Một em xe gì đây? Chà. Wow. Em này bẩn quá các bạn ơi. Yeah. Hi, chà. Wow. Ui, vẫn rất là bẩn nha các bạn ơi. Hi, chà, cái bàn chải của mình đâu? Đây rồi. Mình sẽ đánh sạch hết chỗ này cho em ấy nhá. Nào. Úi dồi. Em này bẩn thế. Em này đi chơi ở đâu các bạn ạ? Bẩn lắm. Em này đi nghịch bẩn về các bạn ạ. Toàn bùn đất thôi. Đây, chà. Rồi. Rửa ben cho em ấy nhá. Đây xa. Rồi. Wow. Hay, các bạn thấy chưa? Một em máy xúc tự hành, máy xúc lật nhá. Đổ ben luôn. Đấy. Xúc đất này, cho lên trên ben luôn nhá. Mình xúc nhà này. Xúc nước này, cho lên ben. Đấy. Đấy ra. Wow. Rồi, cho đây đứng nhá. Wow. Tiếp tục đi các bạn ơi. Nhiều đồ chơi lắm. Đây nữa này các bạn này. Xìa. Wow. Đây là một em ga bay chắc này. Một em xe chở rác các bạn nhé. Em này là xe chở rác ga bay chắc này. Đói. Generation Looney Lunar. Đói. Một em xe chở rác ga bay chắc nhá. Wow. Đây, các bạn ơi, rất là nhiều máy xúc nhá. Đây. Hi xà. Một em máy xúc này đang chở rất là nhiều xe đồ chơi ở trên này này. Nhưng mà dính rất nhiều bùn các bạn ơi. Xem này. Wow, nhiều bùn quá. Wow, ui. Em ấy đã bị đổ rồi các bạn ơi. Wow. Ui, một em xe trộn bê tông nhỏ xinh này. Cho vào trong này nhá. Wow, một em máy xúc nữa này. Wow, nhiều quá. Wow, một em cần cẩu nhá. Ôi da, dính nhiều bùn quá các bạn ơi. Đây. À, một em máy xúc lật nhá. Máy xúc lật đổ ben luôn các bạn ạ. Rồi, cho vào đây nhá. Wow. Em ấy rất là bẩn nhá. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow. Ui, em đang chở cái gì kia? Ê, nè, 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 nè. Wow. Em này bị ngã rồi các bạn ơi. Wow. Ui, một em xe máy nhá. Hi hi. Xa. Đây là một em máy xúc lật này các bạn này. Hi chà. Rồi, mình sẽ cho hết mấy em này vào đây nhá. Đem về đi rửa nhá các bạn ơi. Wow, tiếp tục đi. Wow, đây nữa này. Hi hi. Em gì đây? Hi chà. Một em máy ngoạm nhá các bạn nhá. Em, máy ngoạm trên xe cần cẩu này. Nè, 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 nè. Wow, wow, wow. Ui. Đây, một em máy ngoạm gỗ nhá các bạn nhá. Đấy, để đi cặp gỗ đấy. Ý chà, cho trong này nhá. À, còn đây là em cần cẩu này. Cần cẩu cần dài nhá. Grand. Đây là một em cần cẩu máy xúc này. Một em cần cẩu cần dài các bạn nhá. Wow. Ý chà. Wow. Ú chà. Wow. Rất là mát luôn các bạn ơi. Đấy. Kéo cần ra đánh sạch nhá các bạn nhá. Ý chà. Wow. Ú chà. Wow. Quá là mát luôn các bạn ạ. Wow. Ý chà. Wow.
Ấy xa. Wow. Xì. Wow. Ai xa. Hello các bạn nhá. Đây là một em cần cẩu này. Một em crane màu xanh nhá. Có cái này màu da cam này. Cần cẩu màu da cam nhá. Ai xa. Ok. Mình sẽ cho ra đây nhá các bạn nhá. Ok. Ai xa. À, xe nữa nào các bạn ơi. Wow. Em này là một em máy xúc lật này các bạn này. Một em máy xúc lật rất là to nhá. Ây chà, mình sẽ rửa hai cái lốp này rất là to này các bạn này. Ây chà. Nào. Wow. Ui chà. Nào, cùng mình đánh sạch các bạn nhá. Ây chà. Wow. Ui chà. Em này quá bẩn luôn này các bạn này. Ây. Yeah. Wow. Ui chà. Wow. Úi xồi ôi. Cái xúc này của em bẩn thế các bạn ơi. Em này đi nghịch bùn nghịch đất ở đâu các bạn ạ. Wow. Wow. Ấy. Wow. Ây xa. Wow. Hơi bị sạch luôn nha các bạn nha. Đây. Một em máy xúc lật màu xanh này. Có cái lật cái máy xúc lật này là màu đỏ này. Ấy. Hạ thấp được nha. Để đi xúc nước nha các bạn nha. Wow. Xúc nước nào. Wow. Wow. Thích quá các bạn ơi. Rồi. Nên. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow. Ui trời ơi các bạn ơi. Em máy xúc này mới là to này. Ây. Yeah. Wow. Pizza. Wow. Pizza. Phải quá bẩn luôn nha. Pizza. Wow. Pizza. Ây xa. Mấy em này đi nghịch bùn ở đâu các bạn ạ. Đấy. Mấy em ấy nãy chở rất là nhiều xe bé nhá. Ây xa. Wow. Engine ring. Đây. Một em chắc. Đây. Ultra motor. À, em này là em máy xúc modern này các bạn này. Đây. Máy xúc đời mới các bạn nhá. Đây. Có cái xúc lật này này. Xe này mới lắm. Đây. Đổ cát vào đây này, đổ đất vào đây này các bạn này. Cái này sẽ xúc đất xúc cát cho lên đây nhá. Ây xa. Một em xe máy xúc hơi bị đẹp luôn. Wow. Tiếp tục nha các bạn ơi. Xe nào, có rất là nhiều xe ở đây này. Đấy. Một em xe ben này. Đùm chắc này các bạn này. Wow. Yeah. Wow. Một em chắc speed super power. Đùm chắc. Ok. Đứng lên đây luôn. Wow. Xịn sò thế nhỉ các bạn nhỉ. À, em này em gì đây? Hi chà. Lạ quá nhỉ. Ucha. Wow. Ai. Hello. Xin chào các bạn nhá. Đây là một em xe cảnh sát này, có đèn trên này này các bạn này. Em này là police car sliver. Ấy. Mở cửa luôn. Ui, em này mở một cửa này thì mở luôn những cửa còn lại nhá. Ấy. Này các bạn ơi, ở trong này có vô lăng lái xe này. Ấy da. Ok. Ra đây nhá. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, em này là em siêu xe này các bạn này. Lốp rất là to nhá. Ui ui ui, em ấy lặn đâu rồi? Đây rồi. Wow. Một em 4x4 luôn. 4x4 sport luôn. Em này là xe thể thao off-road nha các bạn nha. Lốp rất là to luôn. Wow. Lốp quay tít nha. Wow. Ok. Ui dồi ôi, đứng lên xe ben luôn. Wow. Siêu trình diễn mô tô luôn các bạn ơi. And pam, húsa. À, em này làm gì đây? Nè. Một em fire engine. Một em này làm xe cứu hỏa nhá. 911. Đấy. Húsa. Ok. Wow. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, em gì đây? Sao mà bẩn thế này? Em này đi chơi ở đâu đây? Bẩn qua đi các bạn ơi. Wow. Nè. Một em xe khách, xe buýt các bạn nhá. Đấy, mở cửa này. Hay giờ mở cửa luôn. Wow. Xe này như thật luôn nhá. Có cả bác lái xe trong này. Hay giờ một em xe buýt này. Ok. Cho đây nhá. Rồi, tiếp tục đi. Xem nào. Wow, em này em gì đây? Wow. Đây là một em xe tải chở hàng này các bạn này. Đấy, this express. Wow. Come on. Tiếp tục đi các bạn ơi. Rửa hai xe một lúc nha. Wow. Pam 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 pam. Đấy.
Wow, một em máy ngoạm màu đỏ này. Em này chuyên đi ngoạm gỗ nha các bạn nha. Còn em này là một em chắc mixer, một em xe trộn bê tông này. Đấy. Wow. Chắc này này. Chắc cement, mixer chắc. Đấy. Ok. Mixer chắc. Wow, hai em xe to luôn nhá. Hai em này to lắm này. Đấy. Wow. Úi dồi ôi, em này bẩn thế. Úi dồi, còn em kia còn đang nổi trên mặt nước kìa các bạn kìa. Đấy. Em này không biết em gì luôn nhá. Một em này là em xe bán tải cabin kép này, pickup truck. Đấy. Còn em này là wow. Em này là một em tailbird này. Why is that? Một em tailbird hơi bị xịn luôn các bạn ơi. Số 1339 nhá. Why? Ok. Isa. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi. Nào, giữa hai em luôn nhá. Isa. Nè. Em này là một em xe lu này các bạn này. Zoller. Đấy, em này là một em xe chở dầu nhá. Đấy. Wow. Ui sa, nhiều quá các bạn ơi. Tiếp tục đi xem nào. Hai em này nhá. Đấy, hai em này đi. Nào. Ui sa. Ai, một em cần cầu cứu hỏa này các bạn này. Em này là xe cần cầu cứu hỏa, rất là xịn luôn, màu đỏ nhá. Đấy, cho ra đây. Ai, ui, em này có mặt rất là xinh này. Ấy, anh rửa mặt cho em nhá. Ấy xà, một em ô tô máy bay các bạn này. Ấy, xì xà. À các bạn ơi, đây là một em máy xúc này, xe ben này, kiếm đồ chơi này. Wow, ui, một em kiếm siêu nhân các bạn nhá. Chuyên 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 chuyên. Wow. Hi, cho trong giỏ nhá. Hai. Đây nữa này các bạn ơi. Đấy, một thanh kiếm siêu nhân nữa nhá. Hai thanh rồi. Wow, một khẩu súng đồ chơi các bạn ơi. Wow, pam 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 pam. Pam pam pam. Đấy. Rồi. Cho trong này đi các bạn ơi. Wow. Em xe ben này quá là to luôn này các bạn này. Đấy. Một em đùm chắc nhá. Cho vào trong này luôn. Wow, đầy cái giỏ rồi các bạn ơi. Hi sa. Wow. Ui chà chà. Em này là máy xúc xịn sò đấy các bạn ơi. Máy xúc này có thể đổ được ben vào đây luôn nhá. Rồi. Hi, chà. Tiếp tục. Wow, em gì đây? Hi, nhiều đồ chơi quá này các bạn ơi. À, em này là em xe trộn bê tông nhá. Một em xe trộn bê tông này. Hi, chà. Tiếp tục nhá. Hi, wow. Hi, một em school bus đấy. Xe buýt trường học nha các bạn nhá. Wow, các bạn ơi, hôm nay cùng mình đi tìm đồ chơi nhá. Rất là nhiều này. Rồi đem những chiếc xe này đem về đi rửa các bạn nhá. Đấy. Ok, tiếp tục nhá. Ấy da, một em nữa này. Em này là một em cần cẩu nhá. Máy xúc nha các bạn ơi. Wow. Ui chà. Wow. Em này rất là bẩn luôn các bạn ơi. Wow. Ui, em đã bị rơi mất một cái cần rồi các bạn ơi. Ai xa, mình sẽ sửa cho em ấy nha. Cho vào đây này các bạn này. Lắp vào đây nha. Ai. Wow, em này lắp kiểu gì đây? À đây, lắp vào đây. Ok. Ấy. Đúng rồi, tạch 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 tạch. À, một em máy xúc nha. Mình đã sửa cho em rồi. Hi cha. Wen wen wen. Wow. Cho vào đây luôn. Isa. Bơi dưới nước luôn nha các bạn nhá. Wow. Em máy xúc này. Wow. Rất là to nha các bạn ơi. Đấy. Mình sẽ lấy em máy xúc này mình rửa cho em ấy nhá. Đây. Cha. Wow. Ui cha. Rất là bẩn luôn này các bạn ơi. Wow. Đấy. Cha. Em này phải cọ bằng tay các bạn ạ. Em này rất là bẩn nhá. Wow. Em này đi nghịch nước, nghịch bùn ở đâu ấy. Rất là bẩn luôn. Pizza. Ok. Rồi. Các bạn ơi, đây là một em máy xúc cần dài này. Cần rất là dài nhá. Pạch 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 pạch. Quạch. Pizza. Wow, rất là to nhá các bạn nhá. Một em máy xúc top này. Excavator này. Big Excavator. Wow. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow. Ây da, một em xe trộn bê tông này. Wow, mình sẽ tháo cái này ra nhá. Ây da. Đấy, tí nữa mình rửa riêng cái này nhá. Ây da. Nào, cái này là cái trộn bê tông của em ấy này. Đấy. Ok. Wow, rất là bẩn nha này. Wow. Chà. Rồi, rửa xe nhé các bạn ơi. Ây da. Wow, quá bẩn luôn. Rồi, một em xe trộn bê tông đã được mình tắm sạch nhé các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ lắp cái này cho em ấy này. Lắp vào đây này. Đấy, thế là thành cái trộn bê tông luôn nhé các bạn nhá. Đấy, chắc mixer. Ok. Wow, đẹp quá này các bạn ơi.
các em ấy lội dưới nước luôn. À em này là em gì đây? Một em ga bay chắc này các bạn này. Đây, rất là nhiều bùn nhá. Một em xe chở rác nhá. Mở nắp này. Đấy. Ok. Wow. Ý xa. Nè. Các bạn ơi, đây là một em ga bay chắc Slayson. Úi, chuyên gia đi dọn rác nhá. Dọn rác thành phố nhá các bạn nhá. Rồi, đóng nắp vào đây. Đấy, cho rác vào đây nhá. Đóng nắp vào, ok. Đấy. Tiếp tục nha các bạn ơi. Wow. Em này là em gì đây? Ý chà. Wow. Aosima. Em này là một em xe chở dầu này. Flame Rail. Wow. Ok. Nè. Ây xà. Weo. Bam. Đấy. Ý chà. À, rửa bằng tay luôn. Ý chà. Na. Các bạn ơi, đây là một em ambulance nhá. Đây là một em xe cứu thương này. Đấy, chuyên chở bệnh nhân nhá. Cho bệnh nhân vào trong này. Mở nắp này ra. Đấy, cho bệnh nhân vào đây nhá. Xong đóng cửa lại này. Chở đi này. Wiu. Bam. Ui chà. Rất là xịn nhá. Wow, em này làm gì đây các bạn? Wow, em này to thế nhở. Em này làm gì đây? Xem nào. Wow. Ý xà. Wow, em này bẩn thế. Ý xà. Na. Các bạn ơi, đây là một em xe cảnh sát nha. Police car, speed. Spot mark, police car. Ôi, một em xe cảnh sát nha. Chạy mắc tốc độ luôn các bạn ơi. Wow, em này hơi bị đẹp nha các bạn nha. Ý xà. Wow. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, em này là một em máy xúc tự hành này các bạn này. Một em chắc excavator. Ok. Ý xà. Đấy. Wow. Tắm bằng tay em mới sạch được các bạn ạ. Em này bật quá. Lê. Ý xà. Ui. Wow. Em này quay tít luôn các bạn ạ. Múc nước nhá. Múc nước. Múc nước này. Ui da. Wow. Ok. Cho đây nha các bạn ơi. Tiếp tục nào. Ui da. À đây rồi. Một em xe cảnh sát rất là to này các bạn này. Một em xe cảnh sát xe Jeep nhá. Đây. Một em police jeep. Wow. Lốp có cái vành la răng màu đỏ nhá. Lốp rất là to, quay rất là tít nhá. Có ba đợt sốc này. Cái này là để tránh va đụng này các bạn này. Có lốp sơ cua dự phòng nhá. Ôi, ok. Chà. Tiếp tục nha các bạn ơi. Rửa hai em luôn. Ôi xà, hai em gì đây? Hi chà. Nè. Đây là một em xe cảnh sát màu xanh này. Này, cute phô mai que luôn. Xe cảnh sát nha các bạn nha. Ý xà. Còn đây là một em xe cứu hỏa các bạn ạ. Một em xe cứu hỏa nha. Chú lính cứu hỏa sẽ chui vào trong này này các bạn này. Đấy. Bao giờ cứu hỏa chú sẽ ra ngoài và chú trèo lên cầu thang để dùng khẩu súng bắn nước này nhá. Đây gọi water gun. Đấy. Một em xe cứu hỏa nhỏ xinh nhá. Đấy. Ok. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow. Em này em gì đây? Ý xà. Wow, một em máy xúc cần dài luôn các bạn ơi. Đây, một em excavator. Hi cha. Wow. Ok. Tiếp tục nha các bạn ơi, nhiều đồ chơi lắm này. À hai em này đi. Win. À, đây là một em chắc mixer, một em xe trộn bê tông các bạn nha. Wow. Một em máy bay chiến đấu luôn các bạn ơi. Đấy. Rất là xịn nha các bạn nha. Super Arios. Wow. Pew.